Quý cô bác và anh chị kính mến, ngày hôm nay Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, tiền bạc đủ đầy, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ bí ẩn sự thật bất ngờ về cuộc đời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, số hưởng phúc lộc tổ tiên từ 57 tuổi trở đi. Nếu như nắm bắt được cơ hội này, vận may liên tục kéo đến, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang phú quý hơn người, cuộc sống đủ đầy sung túc, an nhàn hưởng phúc lớn bên con cháu cho đến cuối cuộc đời. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thân mến, trên đời này chẳng có ai là không mong muốn số mệnh của mình tốt, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống luôn hạnh phúc, ấm êm, chẳng có nhiều điều phải lao tâm khổ tứ. Số mệnh con người dù tốt hay xấu thì đều phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Cuộc đời con người rất sợ và ám ảnh việc nợ nần, túng thiếu, nhưng mỗi người mỗi hoàn cảnh sẽ có lúc phải đối mặt với điều không mong muốn, trong đó chúng ta sinh ra thuộc ai trong số 12 con giáp cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Trong đó mệnh chủ Mậu Thân sinh năm 1968, trời định làm người tốt số, trời sinh mang mệnh đắc tài phú, từ 57 tuổi chỉ cần biết chớp lấy cơ hội sẽ được hưởng phúc xứng đáng, cuộc sống tiền bạc viên mãn, 10 phân vẹn 10, thần tài chỉ đường ban lối, cát tinh cao chiếu, mọi việc sẽ luôn suôn sẻ và ổn định hơn. Vậy vận mệnh của mệnh chủ Mậu Thân sẽ được ơn trên ban cho những cơ may nào trong cuộc đời? Từ tuổi 57 trở đi thì cần phải tránh những gì? Thì ngay sau đây, quý mệnh chủ hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu luận giải chi tiết nhé! Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi của cuộc đời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách của người tuổi Mậu Thân 1968 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, mệnh thổ, số tuổi này can chi tương thuận, gặp may, là người hiền lành, có chí học hành, thông minh, năng động, tài nhanh hơn người, có trí tuệ cao, không chỉ có cách suy nghĩ nghiêm túc, cẩn thận mà còn giỏi tùy cơ ứng biến. Mậu Thân có tài năng hơn người, đặc biệt là xuất sắc về nghệ thuật và trong cách thức sử dụng ngôn từ, họ có tài diễn đạt lưu loát và hùng biện, khiến ai nghe cũng phải nể phục. Mậu Thân không thích sự tĩnh lặng và chỉ bị thu hút bởi các hoạt động vui tươi, năng nổ, họ biết cách điều phối các chương trình và nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kỳ kế hoạch để được tham gia các hoạt động này. Họ có lòng ham mê, học hỏi những điều thú vị, mới lạ, khám phá những địa điểm ở những nơi họ đặt chân qua, họ không hề thích sự ỷ lại. Vì bên trong họ luôn tràn trề năng lượng, sự sáng tạo và luôn mong có cơ hội được thể hiện trí thông minh hay trí tuệ của mình. Về mặt chính trị và kinh tế, có khả năng tạo dựng cơ đồ, đồng thời cũng có khiếu tài hoa về mặt nghệ thuật học thuật, y khoa, khoa học, giỏi xã giao. Giao tiếp tốt với bạn bè, chiến hữu, có nhiều cơ hội tốt về mặt kinh tế, có nhiều cơ may được người khác giúp đỡ, nhưng công việc thường làm ăn qua loa, lấp lửng với kiểu chuồn chuồn đạp nước, mục đích theo đuổi cũng thường không nhất quán kiên trì tới cùng, bởi vậy nên lỡ mất nhiều cơ may phát tài, tự tôn, tự ái cao. Tuy đó là loại biểu hiện khá tích cực, nhưng trong sự nghiệp phán đoán lung tung, không có sự chuẩn bị chắc chắn, đầy đủ, mà được chăng hay chớ thì cũng sẽ không tránh khỏi lỡ dịp phát tài. Tuổi Mậu Thân rất có ý chí tiến thủ, họ thích đọc sách từ thuở nhỏ, sự thông minh tài trí của họ thường thể hiện rõ nét trong quá trình học tập. Họ không cam chịu sự lạc hậu, luôn hy vọng có thành tích học tập nổi trội, vì thế họ luôn cần cù, hiếu học, hiểu biết rộng, trí nhớ tốt. Nhưng đôi khi không muốn hiểu sâu mà chỉ muốn hiểu đại khái, không tỉ mỉ chuyên tâm, nếu chịu đựng gian khổ và cố gắng hết mình thì có thể thành tài. Tuổi Mậu Thân làm việc theo cảm hứng, nếu không muốn làm việc gì thì họ thường làm qua loa,
Nhưng khi làm những việc mình thích thì dốc hết sức mình vào làm, họ không sợ khó khăn, gian khổ, không ngại phiền phức, họ quyết phải thành công mới thôi. Gia đình có người tuổi Mậu Thân rất hòa thuận vì thái độ đối nhân xử thế của họ rất nhã nhặn. Họ rất quan tâm đến huyết thống, kính trọng và có hiếu với cha mẹ là đặc tính của họ. Họ cố gắng hết mình để nuôi dạy con cái mà không mong đợi sự báo đáp. Quá chiều chuộng con cái, đây có thể coi là nhược điểm của họ, luôn trân trọng tình cảm vợ chồng, thương thân, thương ái, quyết tâm chung sống bên nhau đến khi đầu bạc răng long, nhưng thường hy vọng và luôn tiếp thu ý kiến, rất hiếu khách, đối xử với bạn bè với thái độ thẳng thắn và thành khẩn. Đồng thời cũng dựa trên tinh thần bình đẳng, cũng hay bênh vực kẻ yếu, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng không khéo léo xử lý mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới. Người tuổi Mậu Thân cả đời sống thoải mái, vui vẻ, tuổi thọ thường rất cao, họ rất yêu cuộc sống, tinh lực dồi dào, có lòng hiếu kỳ với thế giới mới, dám mạo hiểm, thích bị kích động, họ thích luôn phát hiện ra những điều mới mẻ, tính tình cởi mở, lạc quan, dí dỏm, năng nổ, nhưng hơi thiếu nghiêm túc, họ không thích bị ràng buộc, sống vô tư, vô lo, thích nhất là được sống một cách tự do, tự tại, ưu điểm là tài trí hơn người, tư duy xuất chúng, khả năng hành động tốt, phản ứng nhanh nhạy, khá hiếu thắng, song bản chất là người tốt, có tinh thần trượng nghĩa, biết nắm bắt thời cơ hành động, đây là người có tài ăn nói giỏi đoán ý người, làm bậc thầy về nghệ thuật xã giao, có thể nhanh chóng làm quen và trở thành bạn bè với người lạ, có điều họ thích tự do và không thích bị người khác khống chế, đam mê theo đuổi những thứ mới lạ, thông minh, tài trí, có khả năng sáng tạo cao, có tài thuyết phục người khác, cũng rất thích thể hiện năng lực của bản thân, họ cực kỳ thích hợp theo những ngành nghề mang tính chất biểu diễn hay quảng cáo bán hàng. Mậu Thân nam mệnh, tính tình nhanh nhẹn, năng nổ, hào hoa đỉnh đạt, do quá chuyên tâm với sự nghiệp, có thể không chú ý đến chuyện ăn mặc, nhưng thường được mọi người ngưỡng mộ, họ chỉ muốn dựa vào sự phấn đấu của mình để vươn đến đỉnh cao thành công, không muốn hạ mình đi nhờ vào người khác, vì thế có khi phải sống trong cảnh khó khăn, khi nắm bắt được cơ hội là họ có thể tạo ra của cải. Thế là họ bắt đầu tỏ ra hào phóng, tiêu pha lãng phí, không thể sớm tiết kiệm được, vì vậy cần có một người vợ hiền thục để quản thúc họ. Nam giới tuổi Mậu Thân tinh lực dồi dào, sức khỏe mạnh mẽ, lại cơ trí dũng cảm, có khả năng thích nghi tốt, kiên cường bề trí, không dễ chịu thua. Họ cũng có khá nhiều tố chất để đảm bảo nhiệm vụ của lãnh đạo, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến cao, học rộng hiểu nhiều, trí nhớ kinh người, đầu óc linh hoạt và sáng tạo. Họ giỏi nắm bắt cơ hội và lợi thế phát triển, tạo thành bước đệm để sự nghiệp ngày càng thành công rực rỡ. Nam mệnh Mậu Thân khi còn trẻ thì cuộc sống không được thuận lợi cho lắm, khi bước vào trung vận thì mọi sự được tốt đẹp hơn, đến hậu vận được thảnh thơi, hưởng phúc nhưng vẫn còn phiền muộn, tiền bạc luôn đủ đầy, không bao giờ phải lo nghĩ về vấn đề này. Những người này có số hưởng thọ từ 72 tuổi đến 81 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện, ăn ở hiền lành, sống tốt đời đẹp đạo thì tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Mậu Thân nữ mệnh thì thông minh, thanh tú, hào phóng, họ vốn có thân hình mảnh mai, không cần giảm béo cũng không phải trang điểm cầu kỳ, cũng toát lên vẻ đẹp tự nhiên, khiến mọi người luôn ngưỡng mộ, họ yêu nghệ thuật, có tài năng biểu diễn, ăn nói lưu loát, lòng tự tôn của họ rất cao. Họ không bao giờ chịu để người khác bắt nạt, nếu ai đắc tội với họ thì họ quyết không dung tha, nhưng chỉ cần tôn trọng họ thì họ có thể trở thành người phụ nữ tốt nhất. Nữ mệnh Mậu Thân, ở tiền vận có chút khó khăn, hậu vận có hơi phiền muộn, nhưng được thịnh vượng, gặp được nhiều may mắn, ở trung vận. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 87 tuổi, nếu ăn ở hiền lương, làm nhiều điều tốt, tích nhiều phúc đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là luận giải chi tiết về vận trình tử vi trên từng phương diện trong cuộc đời tuổi Mậu Thân sinh 1968, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Mậu Thân có số phận khá, ở họ có thể hợp tác làm ăn được với nhiều người, kết quả sẽ thu được thắng lợi lớn, tiền tài không thiếu. Đôi lúc có những món tài lộc đến bất ngờ, là người có tài tổ chức các đoàn thể, nghiệp đoàn, có người thăng tiến trở thành chính khách, nguyên thủ, vĩ nhân. Đối với thương trường, khi đầu tư phải có quyền quyết tâm lớn và lòng kiên nhẫn chờ đợi thì sẽ kỳ vọng đạt được mục đích. Trong thương trường cần loại bỏ các nhược điểm, cần khiêm tốn, không nên vinh váo, tự đắc, bỏ bớt lòng ích kỷ, ghen ghét, đố kỵ với người đời, phải thành thật với đồng nghiệp. Mọi việc khi làm phải nghiên cứu sâu sắc, tỉ mỉ, không được cưỡi ngựa xem hoa. Dễ thất bại, cần phải khắc phục tính cẩu thả và xây dựng một bản lĩnh nghị lực. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn, đối với Mậu Thân, phần lớn trong việc đầu tư đều không mang lại lợi nhuận lớn. Chú ý kiêng cờ bạc để tránh tán gia bại sản. Số đông người tuổi Mậu Thân có bất động sản, nhà cửa, đất đai, song hầu hết cuộc đời đều phải trải qua vất vả, thăng trầm mới thành đạt.
Xét về phương diện tài lộc, kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng, tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Người tuổi Mậu Thân chính trực, quản giáo, quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo gạo tiền, bản tính lạc quan, yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so sánh thiệt hơn. Nên dù kiếm được tiền nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm, số tiền dành dụng được cũng không có nhiều, mỗi khi tiền dư giả sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu. Nhiều khi hoang tàn vung tay quá chán, khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Hậu vận kinh tế dần khấm khá, bản thân mệnh cách tuổi Mậu Thân đã có số vượng tài. Đặc biệt từ 57 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, hãy cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài, muốn có hoạnh tài bất ngờ. Mệnh chủ có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản, có điều trước khi làm bất cứ việc gì. Hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi, nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian, vì khi dồn công sức cho một việc thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn giai đoạn này có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng cũng nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm là đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí. Có thời điểm, sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan, tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn. Trong gian khó mệnh chủ vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Tuổi Mậu Thân là người tự tin trong giao tiếp, bởi vậy mà Mậu Thân có thể tạo được ấn tượng mạnh đối với đối phương ngay từ những ngày lần đầu gặp gỡ. Cũng bởi được nhiều người chú ý mà mệnh chủ có nhiều sự lựa chọn cho mình, trong tình yêu cũng rất vui nhộn và hài hước. Họ luôn biết cách làm cho tình yêu của mình thật mới mẻ, phong phú, bản thân thường xuyên rơi vào trạng thái cảm nắng đơn phương một ai đó. Thế nhưng, những tình cảm ấy chỉ thoáng qua như một cơn gió, họ sẽ dễ dàng quên đi khi gặp đối tượng khác thích hợp hơn. Ban đầu tình yêu của họ nồng cháy, mãnh liệt như những ngọn lửa đỏ rực, nhưng theo thời gian, ngọn lửa ấy dần phai tàn, nguội lạnh và bị dập tắt. Tuổi Mậu Thân phải trải qua nhiều thăng trầm, thử thách thì mới có thể tìm kiếm được hạnh phúc thật sự trong cuộc đời mình. Đàn ông tuổi Mậu Thân khát khao được yêu và trải qua những cung bậc cảm xúc mới mẻ thú vị của tình yêu. Nhưng anh chàng này lại có tính cả thèm chóng chán, vừa hôm qua vẫn mặn nồng tình cảm mà nay bỗng trở thành con người lạnh lùng. Phụ nữ tuổi Mậu Thân thì xinh đẹp và được nhiều người theo đuổi, tuy nhiên họ không vì thế mà bừa bãi xây dựng một mối quan hệ thân thiết với ai đó trong tình yêu. Đôi khi cô nàng tuổi Mậu Thân có những yêu cầu quá cao khiến cho đối phương nhiều lần mệt mỏi, cuộc sống hôn nhân gia đình trở nên hạnh phúc nếu như khéo léo biết cách dĩ hòa vi quý. Thay vì yêu cầu người chồng thực hiện theo mệnh lệnh của mình, thì nên tìm cách lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn mà anh ấy phải trải qua. Người tuổi Mậu Thân không mấy may mắn trong chuyện tình cảm, họ phải trải qua nhiều mối quan hệ mới có thể tìm được cho mình người bạn đời thực sự. Khi tình cảm của họ gặp nhiều biến động, thì sự nghiệp và công việc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nam mệnh Mậu Thân chuyện nhân duyên được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 4, tháng 8, tháng 9 và tháng 12 âm lịch có thể sẽ trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc cuối cùng của mình. Những ai sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 10 âm lịch thì tình duyên có thể sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi thì mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Còn những nam mệnh Mậu Thân được hạ sinh vào tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc, cùng ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Nữ mệnh chuyện nhân duyên được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 4 và tháng 9 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những ai sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 10 và tháng 12 âm lịch thì tình duyên có thể sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Những ai sinh vào tháng 3, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 11 âm lịch sẽ là người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Xét về phương diện gia đạo, Mậu Thân cũng gặp phải trắc trở, trầm luân,
không mấy điều suôn sẻ trong chốn quan trường, nên tránh xa kiện tụng mà nên giải hòa với đối phương. Tuổi này khi mất mát của cải, có đòi hỏi được cũng không còn nguyên vẹn. Cuộc đời khi tuổi còn nhỏ, phải trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió, đến trung vận thì được sống một cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn những người khác. Nếu ăn ở phúc đức, làm thiện thì được gia tăng tuổi thọ, còn ăn ở gian ác thì bị giảm thọ. Nam mệnh Mậu Thân nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc, đó là tuổi Kỷ Dậu, Quý Sửu và Ất Mão để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với ba tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ với Mậu Thân nam mệnh không nên kết duyên hay cộng tác trong công việc với những tuổi xung khắc, đó là tuổi Tân Hợi và Quý Hợi. Nếu kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện sẽ gặp nhiều trắc trở, trở ngại. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn quan trọng thì nam mệnh Mậu Thân nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ, khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thành công, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Nữ mệnh Mậu Thân, tuổi hợp làm ăn nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc là Quý Sửu, Quý Mão và Kỷ Dậu để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với ba tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều thành công và lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ, nữ mệnh Mậu Thân không nên kết hôn hay cộng tác làm ăn với những tuổi xung khắc sau, Tân Hợi và Quý Hợi. Nếu kết hợp với hai tuổi này thì mọi chuyện sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại, có được thành công dễ chuốc lấy thất bại, hay tình duyên giang dở, không được lâu bền. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn quan trọng thì nữ mệnh Mậu Thân nên khởi hành vào giờ lẻ ngày chẵn và tháng lẻ. Mọi chuyện sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, may mắn thu được nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Xét về phương diện sức khỏe. Trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được, nhất những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể phản hồi. Nhưng nếu sức khỏe không có, mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế lớn thế nào cũng vô cùng vô tác dụng. Người tuổi Mậu Thân sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các bệnh về gan, ảnh hưởng đến tinh thần, hay bị đau đầu, chóng mặt, cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của mình để giữ gìn sức khỏe. Tiếp theo sau đây sẽ là vận trình lưu niên của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 qua các năm âm lịch, cụ thể như sau. Tuổi Mậu Thân 1968 gặp năm Tý. Đây là năm thích hợp để người làm ăn kinh doanh gây dựng sự nghiệp, nhiều cơ hội ập đến, giúp mệnh chủ gặt hái được thành quả như mong muốn. Tuy nhiên, trong năm vẫn không tránh khỏi họa thị phi, vì thế hành sự cần thận trọng, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Nếu có ý định khởi nghiệp thì mệnh chủ sẽ được quý nhân giúp đỡ. Tuổi Mậu Thân 1968 gặp năm Sửu. Năm này cho thấy rằng trong năm có thiên hỷ cát tinh soi chiếu, mệnh chủ nên đi xa làm ăn, như vậy sẽ gặp được nhiều cơ hội. Nửa đầu năm có một vài sự cố nhỏ xảy ra nhưng không quá đáng ngại, đến cuối năm có thể đổ bệnh, cần tốn tiền chữa trị. Tuổi Mậu Thân 1968 gặp năm Dần. Năm này nửa hung nửa cát, vận trình thiếu ổn định, sự nghiệp lên xuống thất thường, chuyện hôn nhân cũng có nhiều mâu thuẫn, bất hòa, nhiều áp lực đổ xuống, có thể khiến mệnh chủ cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, vì thế nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, nên tâm sự với người đáng tin cậy để tinh thần được nhẹ nhõm. Tuổi Mậu Thân 1968 gặp năm Mão. Nhờ có cát tinh đem tới nhiều cải thiện trong vận trình của quý mệnh chủ, nhận thấy nhiều cơ hội làm ăn kinh doanh xuất hiện, tuy khó khăn vẫn không tránh khỏi. Song đây cũng là cơ hội để nhận ra điểm mạnh của mình, kết giao được với những bạn bè cùng chung hoạn nạn, trong năm chỉ cần cố gắng ắt sẽ thành công. Tuổi Mậu Thân 1968 gặp năm Thìn. Trong năm này gặp nhiều thuận lợi trong vận trình, đặc biệt, đường tài lộc có điểm sáng đáng kể, có thể những cố gắng trong suốt thời gian qua để giúp mệnh chủ thu hoạch được trái ngọt. Người tham gia thi cử theo đuổi đường học vấn cũng sẽ gặt hái được thành tích cao. Có điều con giáp này cần thận trọng khi kết bạn, tránh để kẻ tiểu nhân lừa gạt. Tuổi Mậu Thân 1968 gặp năm Tỵ. Năm này mệnh chủ cần hết sức lưu ý, tình hình sức khỏe trong năm này nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường thì nên đi khám chữa ngay, chớ kéo dài khiến bệnh tình ngày càng trở nặng, cần coi trọng sức khỏe hơn sự nghiệp hay tiền bạc. Tuổi Mậu Thân 1968 gặp năm Ngọ. Vận trình của mệnh chủ thuận lợi hơn nhiều, trong gia đình có nhiều hỷ sự, đặc biệt phương diện đầu tư có nhiều khởi sắc, mệnh chủ có thể đánh giá tình hình chuẩn xác và đưa ra những quyết định đúng đắn để rút tiền đồ về trong túi.
Những người làm công ăn lương luôn cần cù, chăm chỉ cũng sẽ có tiền đổ về túi từ nhiều nguồn khác nhau. Tuổi Mậu Thân 1968 gặp năm Mùi. Trong năm này, mệnh chủ gặt hái được thành tích trong sự nghiệp, đầu tư cũng đem lại ít nhiều thành quả đáng mừng. Có điều con giáp này vẫn cần phải cẩn thận với kẻ xấu, chớ cả tin nghe theo lời dụ dỗ bên ngoài, cần kiểm chứng thông tin rõ ràng trước khi bỏ tiền đầu tư, mua sắm chớ để kẻ xấu lừa gạt trắng tay. Tuổi Mậu Thân 1968 gặp năm Thân. Năm này đào hoa của mệnh chủ khởi sắc, song cũng cần cẩn thận trong các mối quan hệ, tránh để mình rơi vào cảnh thị phi, tiền bạc cũng cần có cách chi hoặc đầu tư hợp lý, tránh tiêu xài theo sở thích cá nhân kẻo luôn luôn cháy túi. Tình hình sức khỏe cũng có dấu hiệu suy giảm, dễ mắc các bệnh vặt vãnh. Tuổi Mậu Thân 1968 gặp năm Dậu. Nhờ có cát tinh Thái Dương đem tới nhiều điều may mắn bất ngờ, mệnh chủ chỉ cần chăm chỉ làm việc thì ắt thu được tiền bạc dồi dào, khẳng định được vị thế trong tập thể cũng như trên thương trường. Tuy nhiên, dù gặt hái được nhiều thành công đến mấy thì mệnh chủ cũng cần chú ý nghỉ ngơi, tránh mệt mỏi quá độ. Tuổi Mậu Thân 1968 gặp năm Tuất. Năm này mệnh chủ sẽ phải cực kỳ cố gắng làm việc, đặc biệt là khi muốn bắt tay vào công việc sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Vì thế là làm việc gì thì cũng cần phải để tâm cẩn thận, luôn ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt các cơ hội. Tuổi Mậu Thân 1968 gặp năm Hợi. Năm này khó tránh khỏi chuyện kiện cáo trốn quan trường, họa phá tài cũng luôn rình rập, vì thế đề nghị mệnh chủ làm việc gì cũng cẩn thận trọng. Tình hình sức khỏe cũng có dấu hiệu xuống dốc, đặc biệt dễ mắc các bệnh đau đầu nên chú ý sinh hoạt điều độ. Tiếp theo đây, không để quý khán giả phải chờ đợi thêm, và ngay bây giờ, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Mậu Thân sinh 1968, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân, người này trong năm, thông minh mà hiền đức, là người có địa vị, được tôn trọng nể vì, danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, có thể làm nên đại nghiệp. Đây là người có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước biết sau, kính già yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác, dù có khó khăn, cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm. Là người dám chịu trách nhiệm, sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người, nên có rất nhiều bạn bè. Các mối quan càng ngày càng mở rộng, họ còn có khả năng lãnh đạo, nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968 sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch, trùng với tiết Kinh Chập, đa phần người này dễ làm nên thành công vang dội, địa linh nhân kiệt, người này hấp thụ tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn, người này có số mệnh phú quý, giàu sang, nhưng tao nhã, không hề thô tục, đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì người này chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968 sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh, người này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh, người này tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, ý chí cao, chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao, được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em, mọi thứ có được trong tay đều là do chính mình làm nên, họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này. Người này luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy vạy ngược xuôi, nhờ vào tài trí, nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình, họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968 sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm trùng với tiết Lập Hạ, những chú khỉ sinh tháng này thiên tín thông tuệ, mẫn phàm, nữ mệnh số phú quý, giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch. Người này sẽ có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn, có điều may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Xét tử vi khoa học, người này tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo, tỉ mỉ mọi chuyện. Người này biết giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đan trang, không phiền, không loạn. Khi khó khăn sẽ được quý nhân giúp sức, bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào. Cha mẹ là người thẳng thắn, chính trực, yêu thương con cháu,
từ tấm bé đã được cha mẹ bao bọc rất nhiều. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm trùng với tiết mang trùng, người này tính tình hiền lành, có nhiều tài lẽ, tuy không có quyền thế trong tay, nhưng có thiên hướng phát triển về văn học, nghệ thuật, có thể thành công, nhờ thế người này có tham vọng lớn, nhưng đôi khi lại chần chừ, có gan nghỉ, nhưng không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ. Về hậu vận sẽ dần chuyển biến tốt hơn, xét về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận, cuộc đời người này có vận mệnh lành nhiều, tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình, khá vất vả. Trung vận phải dựa vào sức mình, vượt khó khăn để có được điều mình muốn, cuộc sống bận rộn không lúc nào ngơi tay, hậu vận có chuyển biến lớn, có thể an nhàn, hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm trùng với tiết Tiểu Thử, người này học sâu hiểu rộng, là nhân tài hiếm có, tuy nhiên họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có chí tiến thủ, họa phúc vô thường, dễ an phận. Vận mệnh thăng trầm khó định, người này bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc, họ có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập, tính cách của họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Xét về sự nghiệp, nếu thay đổi suy nghĩ, có nỗ lực, có cố gắng thì tất sẽ có thành công, nếu sống thờ ơ, không có chí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội, khó gây dựng được sự nghiệp, cuộc sống khá vất vả, từ năm tháng tuổi già mới được an nhàn. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết Lập Thu, người này có cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn áo mặc, tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người mà cũng chẳng mấy nhiệt tình, cố gắng với việc của chính mình, họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt nên mọi sự như ý, vận trình thuận lợi, hanh thông, có quyền có thế, may mắn ở bên, chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời của người này được quý nhân dẫn đường chỉ lối, người thân hết lòng giúp đỡ, nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về, song cũng cần ghi nhớ. Trước khi làm chuyện đại sự, phải bàn bạc thương lượng với người thân để tránh phạm sai lầm từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết Bạch Lộ, người này có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ, cuộc sống sau này an lạc, giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm, nhưng biết thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ thì vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ yêu thương, anh chị em quan tâm nên học cách tự lập từ sớm, số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trùng với tiết Bạch Lộ, người này tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ, sống tự do, thoải mái, yêu sao với đời, nhờ nhẫn nại, kiên trì mà có được vinh hoa phú quý, người này sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thông dong, luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt, vì thế chỉ cần gặp khó khăn, đều được bạn bè giúp đỡ. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào Thiết Lập Đông, người này khoan dung, đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng, trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có phú quý, hậu vận cực thịnh. Nói vậy, nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ, chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Dù là trong chuyện học tập hay trong công việc thì người này cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết Đại Tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận, tuy nhiên vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều, họ có thể thoải mái theo đuổi những gì mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Cuộc đời của người này hạnh phúc, vô lo, vô nghĩ, chẳng chút âu sầu, vận mệnh khá tốt, vũ quang đoan chính, dung mạo anh tú, tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc, giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ, đạt được nhiều thành tựu. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, trùng với tiết Tiểu Hàn, người này trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thế trong tay, trong đời khó khăn không nhiều, cát ít dễ bị tổn thọ,
Cuộc đời của người này trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho người này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm. Số mệnh long đong, lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang, phú quý hơn người. Hãy nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải, đừng vội tuyệt vọng, mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, tích cực giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực, thành công rồi sẽ đến, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Quý vị thân mến, có một cuộc sống giàu sang phú quý, tài chính dư giả và viên mãn, luôn là điều ai cũng mong muốn và cố gắng hướng tới. Vậy làm sao để có được điều đó? Hãy lắng nghe và học theo lời Phật dạy, cách làm giàu không mất phước dưới đây. 1. Giữ chữ tín. Xưa nay nhiều người nhờ chữ tín, nhờ đạo đức trong kinh doanh mà phát đạt, đem lại đời sống tốt đẹp, không những cho bản thân và gia đình mình, mà còn góp phần lớn công sức thúc đẩy xã hội phát triển. Bên cạnh đó, không ít người lắm tiền nhiều của do làm ăn phi pháp, buôn gian, bán lận, lường gạt người khác, với nhiều thủ đoạn khác nhau, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, mà hệ quả là kìm hãm sự phát triển về mọi mặt của xã hội, trong đó có sự lăng loạn về đạo đức. Thực tế cho thấy, sự giàu có nhờ vào phần ngọn chính là sự thất tín chưa bao giờ bền vững với thời gian. Bởi gieo nhân xấu sẽ tạo nghiệp ác, kinh lục độ tập đã chỉ, thà nên giữ đạo, nghèo khó mà chết, chẳng nên vô đạo giàu sang mà sống. Xưa nay nhiều người nhờ chữ tín, nhờ đạo đức trong kinh doanh phát đạt, đem lại đời sống tốt đẹp, không những cho bản thân và gia đình mình, mà còn góp phần công sức thúc đẩy xã hội phát triển. Bên cạnh đó, không ít người làm tiền nhiều của do làm ăn phi pháp, buôn gian, bán lận, lừa gạt người khác với nhiều thủ đoạn khác nhau, hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, mà hệ quả là kìm hãm sự phát triển về mọi mặt của xã hội, trong đó có sự băng hoại về đạo đức. Thực tế cho thấy sự thất tín chưa bao giờ bền vững với thời gian, bởi gieo nhân xấu sẽ tạo nghiệp ác. Do đó, người Phật tử sau khi chọn được nghề nghiệp phù hợp còn phải luôn tâm niệm, dấn thân làm giàu bằng con đường chân chính để tạo nghiệp thiện, mọi tài sản có được phải trong sạch, chính đáng bằng mồ hôi, nước mắt và sự nỗ lực tinh tế của trí tuệ. Có như vậy bản thân chúng ta, người thân của chúng ta mới an lạc và tài sản có được mới bền lâu. 2. Học hỏi không ngừng để có trí tuệ sáng suốt, để làm giàu. Chúng ta không chỉ cần có sự hiểu biết thấu đáo, toàn diện về ngành nghề, lĩnh vực mà mình đã lựa chọn, mà còn phải luôn học hỏi, trau dồi kiến thức để có trí tuệ ưu việt, với cái nhìn bao quát xa rộng, dự đoán các khả năng xấu có thể xảy ra mà kịp thời xử lý, ứng phó, làm hạn chế tối đa thiệt hại, bảo vệ tài sản an toàn tương đối trước các rủi ro vốn có trong chiến trường kinh tế. Thế nên, Khổng Tử từng dạy trò học hỏi điều hay lẽ phải từ những người bạn, tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư, trong ba người cùng đi, chắc chắn có người là thầy ta. Như vậy, để có sự hiểu biết toàn diện, người Phật tử còn cần có sự học hỏi, noi gương những người đã thành công hoặc rút ra các bài học về sự thất bại từ những người bạn xung quanh. 3. Siêng năng, chăm chỉ. Có được một nghề nghiệp phù hợp mà nuôi tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, nay làm chỗ này, mai lại chạy chỗ khác, hoặc có ước mơ làm giàu nhưng không kiên trì, bất chấp khó khăn mà nóng vội, muốn làm giàu mau chóng, sẽ phạm sai lầm là đốt cháy giai đoạn, dẫn đến công việc đổ bể hoặc thậm chí mất cả chì lẫn chài. Như vậy chỉ uổng phí thời gian và công sức mà cuối cùng không thoát ra được vòng luẩn quẩn. Vì vậy, để thành công và giàu có thì cần phải có sự siêng năng, kiên trì trên cơ sở mục tiêu hoạch định lâu dài. Gặp khó khăn thì kiên trì tháo gỡ từng nút thắt để sao cho việc làm giàu xuất phát từ gốc rễ và cơ nghiệp của chúng ta có thể vững chãi trước mọi mối nguy nan. Bí quyết làm giàu cơ bản là làm việc đổ mồ hôi, chưa hẳn chăm chỉ sẽ thành công, nhưng lười biếng chắc chắn sẽ thất bại. 4. Giúp đỡ, chia sẻ người xung quanh. Đây là một trong những cách quan trọng mà bạn cần phát huy nếu muốn làm giàu không mất phước theo lời Phật dạy. Thời xưa đã có người từng hỏi Phật, con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời, không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiếm. Người giàu làm phước rất dễ dàng, họ có thể bỏ ra cả triệu đồng để bố thí, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo, giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với những khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban cho người nghèo, nhờ vậy mà cuộc sống mới dần tốt lên được. 5. Phải biết tiết kiệm. Làm giàu theo lời Phật dạy, còn là phải biết tiết kiệm, có người khi có tiền thì sử dụng một cách hoang phí vào các cuộc chơi vô bổ, các tệ nạn xã hội như ma túy, rắc gái hoặc do lòng ham muốn có được nhiều tiền nhưng không phải đổ mồ hôi qua một canh bạc, thì từ chỗ là người đầy tớ trung thành, đồng tiền trở thành con rắn độc, quay lại cắn ta, biến ta thành kẻ trắng tay lúc nào không hay. Bởi vậy, muốn được giàu có ta phải siêng năng làm lụng và tiết kiệm,
sử dụng khéo léo, khôn ngoan, đồng tiền để nó trở thành công cụ tiếp tục kiếm ra tiền, mà không rơi vào sai lầm mà con người thường hay mắc phải là tay phải làm ra tiền tay trái vãi đi. Phật giáo luôn khuyến khích việc tiết kiệm tiền của, nếu không biết tiết kiệm, bạn sẽ phải đối diện với sự khủng hoảng tài chính. Đặc biệt những lúc ốm đau, bệnh tật, nếu không có sự tích trữ của cải, thì một cá nhân hay một quốc gia chắc chắn rơi vào nợ nần chồng chất. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.